xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe Touring có giảm xóc Jan XCR 3700. Như hôm qua thì em đã giới thiệu chiếc 3500 rồi. Hôm nay một chiếc cao cấp hơn, sử dụng cấu hình của DOG và SLX các bác nhé. Và đây cũng là một mẫu xe em đánh giá cao cấp nhất của dòng Touring, dòng XCR. Giờ sẽ là đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Jan XCR 3700. Lần này em về chiếc xe này sẽ có giá tốt hơn những chiếc xe XCR 3700 trước đây em từng bán, chỉ tầm trên 10 triệu thôi. Em liếc qua hình thức, chiếc xe này hình thức thì có một vài vết xước răm nhỏ trên khung xe. Em sẽ quay chi tiết luôn để các bác đánh giá tình trạng xe. Có một vài vết xước nhỏ như này thì xe đã qua quá trình sử dụng. Mà này, chất lượng thì không ảnh hưởng đến chất lượng của xe cả. Xe chuyển động và em đã đi thử rồi, quay rất là tốt. Cọc yên và yên nguyên zin của hãng Giang các bác nhé. Hãng của Giang. Và xe vẫn được trang bị sử dụng công nghệ nhôm ba lưới cho bộ khung siêu nhẹ và bền. Đây là bộ khung rất là nổi tiếng trên thế giới rồi. Xe có xay ép thôi nhé. Đó là xe đồ chiều cao cũng đúng một ngàn. Khá yên của hãng Giang này. Xe được trang bị 10 tầng lip. 10 tầng lip là chủ đề của Shimano DOG. Đủ nghĩa trùng giống. Đủ nghĩa trùng giống. Và vành nguyên zin của hãng Giang đó nhé. May ơ vành đều nguyên zin của hãng ra. Đây là mẫu Jan XCR 3700, các có thể lên Google để search thêm chiếc xe này. Trước đây trên kênh của em cũng đã đăng rất là nhiều về mẫu xe rồi, bán rất là chạy. Một mẫu xe rất đa dụng, các bác có thể đi đường đồi núi, đi đường xấu vì nó có giảm xóc, và đi đường phố các có thể khóa sóc này vào. Đó, giúp khóa sóc này rất là tiện dụng. Dây âm sườn, chú bên trên đây xe được trang bị phốt và ghi đông nguyên zin của hãng Jan đó nhé. Nguyên zin là đồng bộ theo xe. Bộ tay bấm xả của SLX chuông về theo xe. 10 lít và 2 đĩa cho xe 20 tốc độ. Các bác thay đổi. Và bộ phanh đĩa dầu thủy lực. Phanh đĩa dầu thủy lực đây, hai bên tay. Thành đi nó dầu thì được. Và bộ giảm xóc của hãng Jan đồng bộ xe. Cùng với đó là có thể thấy đây là bộ xe được nâng cấp lên bộ tay nắm hiệu Propan không thật làm. Còn rất sướng thôi, rất sướng tay. Vành trước của xe cũng là của Jan thôi nhé. Và thông số vành lốp là 700 nhân 38C.
Giờ thấy là đo chiều cao không đúng của xe. Xe chiều cao không đúng là 44 thôi nhé. Ngang là 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Còn cái này giá chuyển động với 10 tầng lít, sử dụng bộ cấu hình của DOJ và SLX là cao cấp, chuyển số rất là êm xuống đi. Bên tay phải là bộ đùi đĩa trục rỗng 2 tầng, lên đĩa và chuyển động rất là tốt. Chiếc xe touring có giảm tốc đến từ hãng Gian XCR 3700. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Gian XCR 3700, một dòng touring có giảm tốc. Chiếc xe được trang bị giảm tốc trước và cấu hình của DOJ và SLX. Chiếc xe được bán tại GVA mức giá là 10.8 triệu miễn phí ship toàn quốc đối với những bác để chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn nút chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại GVA. Xin chào và hẹn gặp lại theo dõi video.